Các bạn chú ý lên bảng nha. Phần này quan trọng. Chúng ta sẽ có các đặc tả truy xuất và ở đây người ta cho mình 4 cái. Một là rabbit. Và người ta nói rằng là chỉ được phép sử dụng nội bộ trong class. Public, default, default tức là không ghi gì. Và protected. Vậy thì bốn cái này có gì khác nhau? Chúng ta sẽ demo ở đây. Ở trong này thầy sẽ đặt một cái class mới gọi là đặc tả truy xuất ha, đặc tả truy xuất luôn để cho chúng ta dễ hình dung. Trong cái đặc tả truy xuất này thầy sẽ khai báo các cái biến. Thầy sẽ khai báo các cái biến liên quan. Ủa? Thầy sẽ có một cái biến. Trước tiên là public. Public A. Kiểu dữ liệu là in. A kiểu dữ liệu là in. Đặc tả truy xuất biến A kiểu dữ liệu là in. Và thầy sẽ làm một cái hàm xuất this.a. Rồi đơn giản vậy thôi nhé. Như vậy các bạn thấy là gì? Public A. Dưới này mình xài được A không? Rồi, được. Bây giờ qua buổi 2. Mình bỏ mấy cái này đi. Mình sẽ dùng cái đặc tả truy xuất. Đặc tả truy xuất bằng new. Đặc tả truy xuất. Và đặc tả truy xuất chấm A. Được không? Thấy không? Được đúng không? Được. Ok. Bằng 5 chấm phẩy. Gán trực tiếp. Và đặc tả truy xuất chấm xuất. Rồi. Chạy. 5. Như vậy chúng ta đang ví dụ về public. Cái biến A mình đặt là public thì nó public thì nó có thể xài được công khai. Bây giờ mình thử private. Mình thử đổi thành private coi ha. Đối với lại cái đặc tả truy xuất này mình sẽ khai báo một cái biến là private. Đối với lại biến mình đổi đi, chỗ này là A, chỗ này là B. Rồi, chỗ này mình xuất A, xuất B. Phần trăm D B. Rồi, mình xuất cái A và cái B này ra. A là thay đổi lại là private, B là public. Để cho nó đi theo luôn cái dòng ví dụ luôn. Bên này.
Hồi nãy mình ví dụ là A. Thì bây giờ ở chỗ này mình chấm A. A ở đây hiện nay là cái gì đây? Private. Chấm A. Ví dụ đặt tả đi xước chấm thôi thì nó chỉ có gì? Chỉ có B. Còn A thì làm sao? À, nó giấu đi rồi. Ở bên ngoài là không nhìn thấy, bởi vì mình để là đồ dành riêng mà. Đồ dành riêng. Đúng không? Thành ra là ở bên ngoài không xài được. Bên ngoài chỉ có thể xài B thôi. Đó. Như vậy là hai cái đó là mình đã thấy là nó rất là dễ hình dung được rồi. Vậy trong trường hợp này, nếu như mình gán ở đây là cho khởi tạo A bằng 0, B bằng 0 đi cho nó khỏi bị lỗi. Rồi qua đây B mình gán bằng 5. Thì khi mình xuất ra nó sẽ ra gì ta? Không 5. Tại A bằng 0, A mình đâu có nhập. Nó lấy giá trị cũ. Còn B mình nhập 5 thì nó xuất 5. Rồi. Đó là chúng ta đã ví dụ về private, public. Rồi bây giờ đến C. Mình không khai báo gì hết. C không khai báo gì hết. Và chỗ này mình xuất tiếp cái C nữa. C 2 chấm cách ra phần trăm D. C mình cũng gán bằng 0 luôn đi. Lỡ như mà mình không có giá trị thì nó lấy số 0 nó xuất ra. Và ở đây phẩy this chấm C. Qua bên này. Lúc này A là mình không được rồi. B là gán ok chấm C. Và cái B thì không có cái bracket, mà C thì nó có cái dấu bracket. Thì mình sẽ hiểu rằng C chỉ được xài trong cùng bracket thôi. Còn nếu khác bracket là không được. Đó. Được chưa? Rồi, như vậy ở chỗ này chúng ta gán C bằng 10 chấm phẩy. Xúc coi. A bằng 0, B bằng 5, C bằng 10. Như vậy thì đối với lại biến C, chúng ta có thể khai thác được ở lớp khác, nhưng trong cùng cái kịch. Đến tiếp theo, protect. Đối với lại cái protected này, biến D. Và ở đây thầy cũng xuất tiếp D luôn. Phần trăm D. Và cuối cùng mình xuất D ra. Xuất D ra. Rồi, biến D, kiểu in. Qua bên này, đối với lại cùng lớp thì xài được rồi. Bây giờ khác lớp, xem thử D nó có xuất hiện không. Chấm ABCD. ABCD. Bằng 20 chấm phẩy. Không, 5, 10, 20. Vậy thì cái protected này có gì khác? Tương đương với default nhưng cho phép kế thừa. À, khi nào đến kế thừa thì mới thấy vấn đề. Còn gì? Hiện nay mình đang xài bình thường thì không có gì để bàn cả. Nếu như các bạn chỉ xài bình thường thôi thì cái protected này chưa thấy. Chưa thấy vấn đề gì hết. Bây giờ mình sẽ qua lớp khác. Mình qua bất kỳ khác để mình test. Mình qua cái buổi 1 đi. Nó là bất kỳ khác nè.
nó không còn là cùng chung chung nữa. Cho nên là buổi 1 men đi ha. Mình lấy cái buổi 1 men. Mình sẽ test cái phần đặc tả tri xuất. Đặc tả tri xuất. Các bạn thấy là khi mà thầy dùng đến cái lớp mà đặc tả tri xuất nè, thì nó sẽ import cho chúng ta cái gì các bạn? À, đặc tả tri xuất này nằm ở bracket buổi 2. Vậy lúc nãy bên buổi 1, lúc nãy bên này mình xài cái đặc tả tri xuất nó có import không? Bởi vì nó nó cùng bracket cho nên nó không có import gì hết. Nó cùng bracket cho nên nó không cần import ha. Cùng bracket không cần import. Đặc tả tri xuất. Và chúng ta sẽ bằng nếu đặc tả tri xuất import vào. Còn nếu không import là nó lỗi. Nếu khác bracket. Bây giờ ở đây DT tri xuất chấm, chắc chắn rằng A không có, bởi vì A là private, thì chỉ có mỗi B đó, chỉ có mỗi B mới xuất hiện ở đây. Ví dụ như là bằng 40. Rồi đặc tả tri xuất chấm xuất, bởi vì xuất của mình đang viết ở dạng là public, cho nên chúng ta thấy xuất ở đây. Trên A, B, C, D chỉ có mỗi B. Còn nếu như bạn cố tình bạn lấy là đặc tả tri xuất chấm A bằng 9 chẳng hạn, thì tất nhiên là không được, bởi vì mình không thấy thì mình không thể gán được. Cho nên cũng không cần phải cố gắng đâu, bởi vì chắc chắn nó lỗi rồi. Bởi vì mình không thấy nó, lấy gì mình gán. Mà mình gán thì chắc chắn lỗi, cho nên khỏi cần thử chỗ này. Chỉ thấy mỗi mình B thôi. Và ở đây private không được, default không được. Tức là biến C là biến default á. C của chúng ta nè, không khai gì, gọi là default. Và nếu như default thì trong cùng lớp thì bình thường là trong cùng bracket thì nó là nhìn thấy, vậy nó tương đương với public, trong cùng bracket ha, trong cùng bracket thì cái default nó là public. Còn nếu như khác bracket thì cái default nó trở thành private. Bây giờ mình phân biệt được các cái đó rồi. Vậy quay trở lại trả lời giúp cho thầy câu hỏi. Dùng public làm gì? Dùng private làm gì? Dùng default làm gì? Mục đích của mình để làm gì? Vậy đối với khi mà mình viết một cái class, khi nào thì mình nên khai báo nó là public, khi nào thì mình nên khai báo nó là private? Đó là cái hình thức sử dụng. Còn cái ý nghĩa sâu xa của nó đó. Vậy thì dùng public đi, dùng private chi cho mệt. Cũng có thể, nhưng mà nó sẽ có một cái ý là khi mà bạn viết cái class này, tức là bạn sẽ đóng gói nó lại và bạn thương mại hóa nó. Thương mại hóa nó, bạn bán ra bên ngoài. Và nếu như bạn bán ra bên ngoài
mà cái gì bạn cũng cho người ta thấy hết thì người ta có thể làm giả được. Hoặc người ta lấy cái lớp của mình, người ta về người ta đóng vô một cái vỏ mới. Đóng vô một cái vỏ mới. Người ta lấy cái máy của bạn về, người ta đóng một cái thùng mới. Và người ta bán ra sản phẩm của người ta. Còn nếu như mà có một số phương thức, có một số cái thuộc tính bạn khai báo ở trong lớp của các bạn, nhưng mà bạn khai báo là Revit, thì bên ngoài người ta chỉ nhìn thấy được là gì? Những cái gì public thôi. Ví dụ mình sản xuất một cái máy tạo xúc xích, cứ thấy cho con bò vô là đầu ra có xúc xích. Nếu như mình mở cửa nguyên cái nhà máy thì người ta vô người ta khám phá được tất tần tật mọi thứ có bên trong, thì người ta về người ta có thể làm lại một cái nhà máy tương tự. Còn cái nhà máy của mình đóng cửa hết, bờ bao kín hết, ông hàng xóm cũng dắt con bò vô, biểu ông đi ra đầu kia chờ đi, tí nữa thấy xúc xích ra. Còn lại bên trong không thấy. Vậy ông chỉ thấy có hai phương thức thôi. À, phương thức nhập và phương thức xuất thôi. Còn cái phương thức mà xử lý bên trong không thấy. Thì những phương thức xử lý bên trong đó mình đặt cho nó là private, hoặc là default, hoặc là protected, tùy theo cái nhu cầu. Nếu như mà những cái nào mà hoàn toàn chỉ mỗi mình xài, chỉ mỗi cái class đó xài, thì chúng ta dùng private. Còn nếu như cái này nói chung là trong cùng hệ thống, cũng không có dấu gì, đúng không? Công ty cha làm thì công ty con có thể kế thừa, công ty cha anh làm thì công ty em có thể kế thừa. Nói chung là trong cùng một cái kịp thì nhìn thấy, tức là trong dòng họ thì ok, trong gia đình thì ok, không có gì giấu cả. Thì chúng ta dùng gì? Và trước tiên là chúng ta dùng default trước ha. Chúng ta dùng default trước. Thì ở chỗ này, nếu như mà trong cùng package thì nó thấy rồi đó, mà ngoài package thì nó giấu. Đó, như vậy là chúng ta đã xài được rất là ok. Bây giờ đến cái phần kế thừa. Kế thừa là gì? Chúng ta sẽ có trong cái buổi 2, chúng ta tạo một cái lớp mới. Chúng ta ghi là đặc tả truy xuất 2. Đặc tả truy xuất 2. Và kế thừa mình sẽ dùng một cái từ khóa extend từ cái đặc tả kế thừa cũ, đặc tả truy xuất cũ. Và nếu như vậy thì có phải rằng chúng ta đang mong muốn rằng kế thừa tất cả những gì thuộc cha có. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng xem thấy được gì. Thấy được gì? Giả sử bên này mình sẽ dùng Super, bạn có thể dùng được super chấm, ví dụ chấm xuất. Chấm xuất. Được chưa? Vậy các cái biến đi đâu rồi? Bây giờ mình muốn dùng lại các cái biến ABCD đó. Mình muốn dùng lại các cái biến ACB đó. Đặc tả truy xuất. Kế thừa ha. Rồi giờ trong cái buổi 2 này, mình sẽ dùng một cái biến mới. Đặc tả truy xuất 2. Bằng new. Đặc tả
truy xuất 2 chấm phẩy chấm. Chấm. Có B. Có C. Có D. À. Rồi. Cái này là mình đang kế thừa. Mình đang kế thừa. Thì ở đây mình thấy được ABCD. Bây giờ ở bên này mình đổi lại đặt tả truy xuất 2. Đặt tả truy xuất 2. Dưới này mình phải import đặt tả truy xuất 2. Chấm. Được chưa? Đó, nếu như mà khác lớp thì cũng không thấy. Nhưng mà kế thừa thì sao? Kế thừa thì có thể dùng được. Như vậy chỗ này người ta nói nè, tương tự như default nhưng cho phép kế thừa. Protected thì cho phép kế thừa. Đó. Như vậy các bạn thấy là đặt tả truy xuất của chúng ta thường là chúng ta xài nếu như mà có một cái phương thức nào đó mà chúng ta muốn giấu kín, hoặc là một cái thuộc tính nào đó muốn giấu kín, không cho bất kỳ một cái class nào thấy hết, thì chúng ta sẽ dùng là private. Nếu cái gì cũng được, ai cũng thấy được, thì dùng public. Còn lúc thấy lúc không, thì dùng default. Khi nào thì cho thấy? Cùng bé kịp thì cho thấy, khác bé kịp không thấy, tức là trong nhà thì ok mà người ngoài thì không được. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy được cái default này rất là rõ. Protected, cái default này nè là cái mà hồi nãy mình đang xài là biến gì đây? Default của mình là C. Vậy cái đặt tả truy xuất 2 này chấm. Đó. Ở đây mình không thấy được C luôn. Rồi ví dụ như mình kế thừa ở bên này, mình xài ở trong cái buổi này, thì các bạn thấy là với cái này nó chỉ cho phép là trong cùng bracket, còn ngoài bracket là không xài được. Protected thì cho kế thừa. Mình hiểu khái niệm và mình sẽ đi qua cái phần người ta tổng hợp lại. Lớp A ở bracket 1. Lớp B cũng bracket 1. Thì A thấy, B thấy, C thấy. Nhưng mà D thì không thấy. D là người ta đang dùng ở đây là private. Chỗ này không thấy D. Bracket B2 tức là khác bracket thì chỉ thấy A, còn lại BCD không thấy. Bracket 3 là không phải là dùng bình thường mà là kế thừa. Thì A thấy, B thấy. A là public, B là protected thấy, còn lại hai kia không thấy. Đó là tổng hợp lại là dùng và kế thừa. Đó, dùng và kế thừa. Như vậy đối với lại cái điểm, ví dụ người ta nói là điểm đi, mình sẽ thao tác với sinh viên thường á, thường những cái bracket giống như thế này thì chúng ta thao tác với bên ngoài là chúng ta thao tác qua get và set, còn lại các thuộc tính bên trong chúng ta
Hiện nay là thầy đang khai báo này là thầy đang dùng gì đây? Public, private, default hay là rotate? Thầy đang dùng default. Được chưa? Thầy đang dùng default. Nếu như cần thì các bạn sử dụng private vào. Thì các cái biến này nó sẽ không xuất hiện ở trong các cái lớp khác nếu có sử dụng. Sinh viên của chúng ta buổi 2, bạn khai báo sinh viên ở đây SV bằng new sinh viên, xuống đây SV chấm, không còn cái gì tên tuổi gì đây nữa hết, biến mất hết rồi, mà mình chỉ có thao tác qua nhập xuất thôi. Được chưa? Đó. Như vậy mình để cho người ta nhìn thấy cái sinh viên của mình là chỉ cái cần thôi, còn những cái không cần, không biết ở bên trong, không khai báo cái gì bên trong, không xài được. Nó muốn xài cũng không xài được. Đó, mục đích của mình là để bảo vệ là như vậy. Che giấu thông tin. Get, set mình đã làm rồi. Đó là cái phần về các cái đặc tả truy xuất.